thập giả chánh niệm quán phật trừ khử chư căn 10 là chánh niệm quán phật trừ khử các căn cái này thì chúng ta phải có chánh niệm đúng rồi và chúng ta quán phật quán phật chứ không phải niệm phật và trừ khử cái căn tức là mình bỏ đi cái sự ô nhiễm của cái căn điều này hòa thượng tinh không ngày giảng giống như là đại thế chí bồ tát niệm phật viên thông chương đó, đô nhiếp ngục căn tức là nếu mà tâm mình đó, chỉ có quán phật thôi chỉ chánh niệm với phật thôi thì tự nhiên á dần dần cái gì quý vị sẽ yên tâm quý vị sẽ không cần phải đô nhiếp các căn mà các căn nó tự động nó nhiếp hết có nghĩa là các căn kia nó nhiếp hết nó không chạy theo trần nữa bởi vì tâm mình là chủ mà ý là chủ các pháp mà nó các cái cửa khác à, mắt Tai, mũi lưỡi thân thì nó nhận tín hiệu nhưng mà nó đưa tới cuối cùng nó đưa tới ai xử lý đưa tới ý thức thứ sáu cũng uh, cũng xử lý thôi mình đưa qua giống như uh, các cái ngõ đi đó nếu như quý vị có năm cái ngõ đi sáu năm cái ngõ đi mà cuối cùng nó cũng chia, chia vào tới một cái con đường thôi thì thay vì mình đi chặn năm con đường kia năm con đường nhỏ quý vị chặn ngay cái cổng chính đó mà lối vào cái lối vào của năm con đường đó, nó dập vô con đường chính ấy, mình chặn ngay cái chân đối đó mình lọc đặt cái bộ lọc lọc là hết thì do cái ý thức thứ sáu là nó đang lo quán phật thì tự nhiên nó không có thời gian để nó xử lý âm thanh nghe nhạc nó chạy vô nó cũng lọc hết nó nghe nhưng mà không nghe rồi nó thấy những hình ảnh gì người đi qua người đi lại vân vân nó cũng không thấy luôn nó không thấy nữa chỉ có thấy gì à chỉ có thấy Phật thôi đó lọc luôn rồi gì nữa cái mùi người ta nấu mùi thơm rồi cái mùi hôi gì đó vân vân nó nó bay qua mũi nó đưa tới đó cũng bị lọc luôn cho nên không có mùi rồi gì cái thân mình nó tiếp xúc với những cảnh ở ngoài nóng lạnh rồi nó vân cũng quên luôn đó rồi cái miệng, miệng mình nó nước uống nước đúng là giả sử ngọt hay không gì đó nó có vị gì đó, ngọt hay mặn gì đó mà cũng vậy quên luôn thì như vậy vô tình trừ khử được các căn và tức là đô nhiếp được các căn đô nhiếp lục căn tịnh niệm tương kế bất giả phương tiện tự đắc công khai trong kinh lăng nghiêm cho nên nó chủ ý mình giữ được ý thức mình là được cái ý thức thứ sáu của mình là. đó mỹ thức thứ sáu mình đang hướng về phật à, thì à, ok nha như vậy đây là 10 niệm niệm thứ 10 là chánh niệm quán Phật thì trừ hữu các căn